Được rồi, chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một chú cá lóc. Đây các bạn có thể thấy đây. Bạn đây sẽ là hành trình tiến hóa để trở thành một chú cá lóc gọi là khổng lồ và mạnh nhất ở chỗ này. Ok, thì tất nhiên là tôi phải sống ở kiểu gọi một cái gì này. Ui, một thanh niên cá chê. Ok, thì tất nhiên là tôi phải sống ở kiểu là cái vùng nước ngọt rồi. Và đây thì như kiểu một cái dòng sông hay là một cái ao hay là hồ gì đấy. Người trong ao hồ. Nói qua về cái nơi mà tôi sống đi. Ủa, lại cá chê này. Nếu các bạn không biết ấy, thì cá chê chính là cái loài mà mạnh nhất hiện tại ở cái chỗ này. Bởi vì khi mình chọn những cái vùng nước ấy, thì mỗi cái vùng nước thì nó sẽ có những cái loài mạnh và loài yếu. Và khi mình chọn những con cá thì những cái chỉ số là những cái mà mình cần phải quan tâm. Thì chỉ số của con cá chê thì từ đam này hay là cái kích thước ấy, thì như nó là mạnh nhất ở hiện tại rồi ấy. Còn là vào trong game thì chưa chắc đâu nha. Nên là bây giờ tôi sẽ cố gắng để thể gọi là ăn thật nhiều. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thể gọi là lật đổ được cái ngôi vương của cá chê. Đấy. Ui mà các bạn nhìn này. Ở dưới đây thì có một cái bộ xương rất là lớn. Từ từ, đây. Cái gì đây? Xương của Titan Thủy Tổ à? Đây các bạn có thể nhìn này. Ui, to thế. To thế này mà lại còn ở dưới nước như này thì tôi đoán nó cũng sẽ là một cái loài ở dưới nước. Nhưng mà loài gì bây giờ? Cái vùng này thì lấy đâu ra nhở? Các bạn đoán xem. Cái này chắc phải tôi phải tìm thêm những cái phần xương khác hay là các thứ thì mình mới có thể đoán được nó là cái loài gì. Trừ thế này thì hơi khó nha. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng đi, một con vật mà nó to như này mà nó hẹo ở đây ấy, thì những con cá khác thì nó sẽ vào và nó rỉa thịt. Còn nếu mà rỉa hết cái đống thịt này thì không biết con đấy nó sẽ to như thế nào. Ôi cái gì? Đây có một anh bạn ếch bị mấy con này nó rỉa. Đây, ngửa bụng ra như này, ui khổ thân. Được rồi, tôi sẽ là bảo vệ cho cái xác này, không để cho những con cá khác nó lại gần. Mày vào đây, đấy. Ok. Sao biến thành với miếng thịt rồi? Cái này khi mà một con vật là nó hẹo ấy, để lâu thì nó sẽ tự biến thành thịt chứ không phải là tôi tác động vào gì đâu. Nhưng mà cứ để như thế thì cũng hơi phí. Tôi quyết định sẽ nuốt luôn. Tôi sẽ trả thù lại cho cái bạn X. Đây. Bây giờ thì mình mới chỉ ở khoảng cấp 1, cấp 2 thôi. Vẫn còn khá nhỏ và sẽ phải ăn thật nhiều. Ủa các bạn nhìn này. Đây chính là cái phần răng của cá lóc đây. Ui cũng gọi là ra gì đấy. Này cạt khá phê. Nói qua về kỹ năng của cá lóc đi, kỹ năng của tôi đi. Hình như là cái kỹ năng thì mình cắn sẽ được tăng đam hay là cái gì đấy. Nhưng mà đại khái là nó rất là thích hợp để mình có thể gọi là chơi theo cái phong cách gọi là háo chiến ý. Đấy, mình có cái kỹ năng này rồi. Bọn cá chê kiểu gì tôi cũng sẽ có thể gọi là cắn được thôi. Yên tâm, chỗ này nhiều hang lắm. Bọn này là như kiểu cá sấu mõm dài đúng không nhỉ. Tập này thì như đã nói rồi ý, chỉ ngại mỗi cá chê thôi. Nhưng chỉ khoảng một chút nữa thôi là tôi có thể vào được. Đây là cái bộ xương cũ hay là cái bộ xương mới nhỉ? Nên là cái bộ xương nữa thì mình còn con này nó như nào chơi. Đây, như đã nói rồi thì nếu mà một con khác mà nó ăn hết cái đống thịt của cái xác này thì nó to và kinh khủng nhờ. Nó to cũng khá là to và nếu mà đấy mới là trùng quế ở cái chỗ này. Có thể nó đang đứng ở một cái vị trí nào đó và nó quan sát mình ý. Ôi, vừa nói xong anh bạn cá chê này. Đấy, hay mình đi theo là làm đàn em bây giờ. Từ ở chỗ này thì không có đồng đội đâu. Có thấy mình chỉ muốn nhau là ăn mình thôi. Đây là tôi sẽ phải sửa những cái loài này. Xem qua thì tôi đúng là chỉ có ngàn cá chê thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá cái nơi mà tôi sống đi. Đây các bạn nhìn này. Đây có những cái đó loài cây. Những cái loài cây ở dưới nước. Và những con cá thì thường xung quanh ở cái chỗ này để nó ăn mấy cái thứ khác ấy. Nên mình có thể vào đây. Nhưng mà như thế thì chỉ toàn những cái loài nhỏ thôi. Còn loài to thì loài to thì thường nó lại sống một kiểu khác đúng không? Đấy. Và khác với mọi lần khi mà tôi chơi những con cá khác thì tôi sẽ có những cái gọi là đồng bọn. Nhưng mà không, khi mà tôi đã trở thành một chú cá lóc thế này rồi thì chả có đồng bọn đâu, tôi sống một mình thôi. Ủa gì này? Ui, một loài mới này. Con này có vẻ nhiều thịt này. Được rồi, cạp luôn. Ngon đấy. Ý, cái chỗ này thì ở thêm mấy cái màu sắc màu xanh trông khá là đẹp. Hút này, hút này. Hút được chưa nhở? Khi mình đủ to thì mình không cần phải nhai đâu. Mình nuốt chửng luôn. Nhưng mà như thế thì sẽ không thể cảm nhận được cái món ăn. Rồi, chúng ta sẽ xuống hang đi. Đây, đâu nhở? Đây, dưới này. Biết đâu trong hang này nó đây có những cái phần rễ của những cái loài mọc ở dưới nước. Tôi lại xuống sâu hơn nữa. Xem có cái loài nào nguy hiểm hơn không. Chắc không có đâu, không thấy ai luôn. Ê, đây, gắm mấy bạn cua. Trời ơi, nhớ lại cái khoảng thời gian mà tôi còn là con cua thì cái giai đoạn đầu game là cái giai đoạn rất khó khăn khi phải đi săn mồi. Ôi, ăn gì này? Ăn cái quả gì, ăn cái hạt gì ý?
cua mà rất khó để có thể gọi là bơi theo và bắt được mấy con cá. Nên việc săn mồi mấy bạn cua thì rất là khó, và dù cái lực cắp rất là khỏe ở phần đầu game. À, từ từ, trên đầu cũng có mấy bạn ếch à. Từ từ, tạm tha cho mấy bạn ếch đi. Nhưng mà không gặp mấy cái loài như kiểu rắn rục những thứ nhỉ. Tôi để ý những cái lúc mà tôi sống ở dưới này cũng gọi là khá lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy. Có lẽ ở game nên là cập nhật thêm nhiều loài hơn nữa. Những cái loài mà trơn trơn các thứ thì chỉ có mỗi lươn thôi, vẫn đã chưa thấy rắn rục gì cả. Đấy, bây giờ mày cứ há mồm ra như này, cứ bơi. Ở đâu có những con loài nó tự chui vào bụng ấy, phóng nhanh là được. Nhưng mà há nhiều thôi mà mồm. Nhưng thôi phải đóng mồm lại. Chỗ này thì rất là nhiều những loài cây. Và cá đây cũng rất là nhỏ, bởi vì mình không phải ở biển mà. Nên rất là hiếm để có thể thấy những cái loài mà nó thực sự là to. Mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Con này là cái con mà hồi mà tôi làm một con cá gọi là yêu đuối, nó rất hay bắt nạt tôi. Nên là bây giờ tôi đã trở thành một cái loài mạnh thế này rồi, không phải ngại. Đây, giờ trông cũng gọi là khá là ổn rồi. Ủa, nhìn xa. Cái này trông cứ thiểu như kiểu trông một cái loài, một cái đầu của con cá. Gì? Cái gì? Cáp cả hai luôn. Khỏe không? Hút 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 vào, vẫn là cái bụng xương. Không biết đây nhiều xương của loài nào bây giờ. Đây có một cái thân cây. Tôi thì vẫn không thấy phần mấy cái kiểu mà rác thải của loài người ở dưới cái chỗ này. Thường thường thì nó sẽ không khó để bắt gặp. Vậy là cái chỗ này thì loài người sẽ không đến mà đánh bắt kiểu mà câu cá các thứ đâu. Đấy, nên là chúng ta cứ thoải mái đi. Thực ra là cũng dễ. À, từ từ. Lần này thì chúng ta lại bơi đến một cái vị trí khác à. Đây, các bạn nhìn này. Xem tôi tìm được thứ gì này. Đây, chính xác là cái phần đầu của cái bộ xương to vãi. Nhìn thế này các bạn đoán được ra loài nào hay không? Cái đầu thế này chắc chắn không phải người rồi. Đây, ui. Lần này thì tìm được nhiều xương hơn. Biết có bao nhiêu loài hay là chỉ là mỗi cái xác đấy không nhỉ? À, thêm mấy cái xác nữa là chỉ được một cái xác thôi, còn mấy bộ xương nó sẽ trôi dạt đi những cái chỗ khác, không thể biết được. Nếu mà bây giờ mà thấy một cái gọi là xác như thế xuống đây là mình ăn no thịt ngay, và tôi sẽ lại trở thành một cá mà to nhất cái chỗ này ngay. Mày các bạn nhìn này, giờ thì tôi trông nó rất là to. Các bạn nghĩ bây giờ thì có phải mình sẽ ăn được con cá chê không? Tôi nghĩ là có đấy. Chúng ta sẽ có một cái bài test đi. Tôi chuẩn bị sẽ... Đây, lực cắn bây giờ có vẻ như cũng khá là khỏe rồi. Cộng với cái kỹ năng vốn có của mình. À, đây. Vừa mới nói xong. Nào, bây giờ sẽ một trận đấu quyết định xem ai sẽ trở thành là vua ở chỗ này. Tôi mới cấp 9 thôi. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn 30, 37. Nó tăng đam này, 47. Ấy, mày chạy đâu? 50, 57, 64, 71. Ui, đam khỏe vậy. Ui, nhiều thịt chưa? Thôi xong. Một khi mà tôi đã ăn được cái loài mạnh nhất ở cái chỗ này thì các bạn tưởng tượng xem. Còn sợ ai nữa không đây? Tầm này chỉ sợ mấy loài người thôi. Còn cái bọn này chỉ cho một cắn thôi. Ấy, nhờ cái khả năng là đam to như thế. Rồi, bây giờ thì sau một hồi thăm ngàn rất chăm chỉ thì đã đạt được cấp 21 rồi. Ở trong mấy khoảng thời gian 21, khi mà khoảng thời gian mà mình cày lên cái level 21 như này thì tôi đã gặp khá những cái con cá chê, và lần nào thì cũng bị tôi gọi là cho vào bụng luôn. Đấy, nó chỉ mạnh nhất khi mà cùng một level thôi. Nếu mà gọi là thực ra nếu mà cùng thì chưa chắc tôi vẫn có thể gọi là vả được. Cái lực cắn của tôi thì rất là khỏe. Và tôi không rõ cái kỹ năng của mấy cái thanh niên cá chê ở đây là gì. Có lẽ chúng ta sẽ phải dành thời gian để tìm hiểu những cái loài khác. Biết người biết ta thì mới có thể là đánh thắng được. Nhưng mà cái pha kia thì tôi chả biết là kỹ năng là gì mà tôi vẫn thắng à. Đấy, khi mình đã trở thành một cái người mà đứng đầu cái chỗ thức ăn ở cái chỗ này như này rồi thì... Đấy, đâu cần phải nhiều đâu, hút cái là vào bụng ngay. Vào đây. Đây, lại cá chê này. Đi đâu đây?
Mấy con cá chê thì hình như nó đã ăn cả thịt người hay sao? Ghê thật. Tôi thì chỉ ăn cá thôi, chúng ăn thịt người đâu. Đi đâu đây? Thằng này nó còn ý định nó chơi mình à? Được rồi. Chơi này, chơi này. Mấy cắn là đi luôn. Bảo rồi, chỗ này đã đổi chủ rồi. Được đây thì tất nhiên là sẽ hơi khó nhìn, không thể nhìn được những loài ở xa. Và ok, clip của mình thì kết thúc đây thôi.